Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trải bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề vui dành cho các bạn, đó là ánh mắt của bạn hớp hồn ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đây là một trải bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nha. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi hôm nay mình có ba cái bóp tượng trưng cho ba tụ bài ha. Đây là tụ 1 nè. Rồi tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái bóp thổ cẩm này ha. Mình mua nó khi mà mình đi du lịch ở Đà Nẵng á. Có rất là nhiều hoa văn rất là đẹp luôn. Mình mua luôn 5 cái về tặng cho bạn bè, người thân. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến các bạn tụ 1 để cùng xem coi ánh mắt của các bạn tụ 1 đã hớp hồn ai ngay từ cái nhìn đầu tiên nha. Xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn phải nói là có một cái trí tuệ cũng rất là thông minh, đa mưu túc trí, tùy cơ ứng biến ha. Một người rất là linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Và bạn là một người rất là thông thái. Bạn có nhiều kiến thức sâu sắc. Đồng thời bạn là một người có thể dẫn dắt, lãnh đạo hoặc cho người khác những cái lời khuyên giúp người ta đi đúng đường trên hành trình cuộc sống của họ. Và đồng thời là mình thấy là có thể là bạn có đạo, hoặc là bạn là theo nghề cô giáo hoặc thầy giáo, hoặc là bạn một làm một cái lãnh đạo trong một tổ chức nào đó, hoặc là bạn là một cái nhà diễn thuyết nữa. Mình thấy bạn rất là ham học hỏi nè, bạn thích giao lưu văn hóa thế giới, bạn có một nền kiến thức rất là sâu rộng luôn, uyên thâm, uyên bác. Đồng thời là mình thấy bạn khi mà cái điều gì đó đến với bạn thì bạn sẽ luôn muốn mọi thứ ở mức cân bằng. Bạn sẽ cố gắng cân bằng trong suy nghĩ và bạn giữ cho mọi thứ cân bằng ở cái tầm có thể kiểm soát được. Và bạn không ngần ngại đối với những cái thử thách đến với bạn ha. Và mình thấy trong cuộc sống của bạn á, bạn có hai cái điều bạn đang tập trung quan tâm rất là nhiều, có thể là về tài chính và tình yêu. Và bạn đang nghiêng về tài chính hơn ha. Đồng thời mình thấy là các bạn là những người khi gặp khó khăn các bạn không nản chí, mà các bạn sẽ xem nó như một cuộc chơi. Các bạn sẽ tung hứng nó, các bạn sẽ đối đầu với nó và các bạn sẽ giải quyết nó một cách rất là trong cái im đẹp và trong rất là trạng thái vui vẻ để đón nhận những cái điều thách thức đó, rồi bạn sẽ giải quyết nó từng cái một. Giống như bạn, giống như kiểu người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy đó. Bạn thấy không? Nè, những con sóng cuồn cuộn, chiếc thuyền giống như bạn bị lao dốc vậy đó. Còn bạn thì vẫn cứ tung hứng, bạn không ngại. Bạn move your body, bạn di chuyển nhịp nhàng, bạn linh hoạt ha. Tuy nhiên mình thấy là trong cuộc sống của bạn, bạn đang có cảm thấy có điều gì khiến cho bạn bị mắc kẹt, bị mất phương hướng hả? Bạn cảm thấy như bạn bị bất an, bạn lo lắng, bạn cảm thấy hơi bị băn khoăn đôi điều, và bạn cảm thấy như bạn bị mắc kẹt, bạn cần có cái điều gì đó giúp cho bạn thoát ra được cái tình trạng hiện tại. Và mình thấy là trong cuộc sống của bạn á, có thể là
bạn bị vướng vắt, bạn bị lệ thuộc, bạn bị mắc kẹt trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì mình thấy sắp tới là bạn sẽ được giải thoát, giải phóng ha. Bánh xe số phận đã quay rồi và bạn sẽ chuyển hướng sang một cái trang mới tốt đẹp hơn. Một cái điều may mắn nó sẽ đến với bạn ha, một cái hành trình mới, một con người mới, một cuộc đời mới dành cho bạn. Mình thấy là bạn sẽ xác định được cái sứ mệnh, cái mục tiêu cuộc sống bạn, và bạn sẽ trong cái trạng thái gọi là hừng hực khí thế, mà gọi là phát triển những mục tiêu, những cái điều bạn mong muốn. Bây giờ bạn sẽ hành động để đạt được những cái điều đó, và bạn không có còn ngồi trong tư thế mà quan sát nữa, mà mình thấy là sang trang mới, sang cuộc đời mới rồi, thì bạn sẽ có sự giác ngộ. Và bạn biết vạch ra chiến lược định hướng cho cuộc đời của mình, và bạn sẽ vận hành nó một cách trơn tru. Bạn chính là người, một người lèo lái cái cuộc, cái con thuyền định mệnh của cuộc đời mình ha. Và mình thấy là nó sẽ đi đúng hướng, nó sẽ không còn bị mất phương hướng nữa, sẽ không còn bị mù đường giống như lúc trước bạn không biết cái bạn sống ở trên đời này để làm gì, rồi bạn không biết là cuộc đời bạn sẽ đi về đâu, rồi bạn không biết ý nghĩa cuộc sống mình là gì, cứ sống qua cho qua ngày như thế. Nhưng mà có thể là sang năm mới này là bạn cũng đã bước sang một bước ngoặt mới trong cuộc sống của bạn rồi, bạn mới ý thức được những điều sẽ xảy ra, những cái điều mà bạn cần thay đổi con người cũ của bạn, bạn phát triển thành một con người mới ha, bạn ham học hỏi hơn nè. Rồi bạn vạch ra được kế hoạch cho cuộc đời mình, và bạn biết vận hành đó đi đúng đường, cái điều đó đi đúng đường, và thành đạt được những cái mục tiêu mà bạn mong chờ. Một cái điều, một cái tương lai tốt đẹp, sáng ngời, rực rỡ đang chờ đón bạn. Rồi để mình coi coi ánh mắt của bạn đã hớp hồn ai trong cái nhìn đầu tiên ha. Wow, mình thấy đây là một người giàu cảm xúc lãng mạn, yêu thương và ngọt ngào. Họ có sự nhân từ, khoan dung và quảng đại. Họ có sự thấu hiểu người khác. Họ luôn chính là cái chỗ dựa cho tinh thần cho những người nào mà đang bị yếu lòng, đang bị tiêu cực, thì luôn muốn tìm đến họ để nhận những lời khuyên hữu ích từ họ ha. Họ mang cái năng lượng ấm áp truyền cho mọi người. Họ thích san sẻ, chia sẻ, giúp đỡ người khác. Đây là một người vô cùng tốt bụng, một người có giàu cảm xúc lãng mạn và có trực giác tâm linh khá mạnh. Họ có một cái vị trí vững vàng trong cuộc sống của họ rồi. Và mình thấy cái người này là họ thông minh, họ trí tuệ, họ sáng suốt. Tuy nhiên họ hơi nóng tính ha. Và họ hơi có cái điều đó, điều gì đó hơi tự cao chút. Và mình thấy là trong cuộc sống của họ cũng gặp khá nhiều là thử thách đưa đến với họ, và mình thấy là họ đang có một cái bước nhảy vọt mới trong cuộc sống của họ. Có thể là họ đang muốn phát triển một cái lĩnh vực mới, và họ đang tìm tòi học hỏi. Đây là một người rất là ham học hỏi ha, một người rất là thông minh, trí tuệ, một người tự tin. Và đây là một người thích giao tế, thích kết giao bạn bè nữa nè. Và mình thấy là trong cuộc sống của họ hiện tại thì cái vấn đề mà họ đang gặp phải có thể là vấn đề về tài chính ha. Họ đang bị trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng, đang có thể họ đang bị bệnh nữa nè, họ đang trải qua một cái giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Một số người ở đây, một số người trong cái người của cái bạn tụ hai ở tụ một á, là cái người này mình thấy là vấn đề tài chính của họ đang bị bất ổn, có thể là họ bị mất một khoản tiền trong cái lĩnh vực đầu tư, hoặc là họ đang bị trong cái cảm giác bị cô đơn, lạc lõng, bị bỏ rơi. Rồi để mình coi tiếp ha.
Wow, cái lá này hồi nãy nó tự nhảy ra rồi cái mình xếp lại, mình bỏ vô mình xếp lại. Nhưng mà nó lại nhảy ra một lần nữa. Oh wow. Dường như á, mình thấy một cái hoàn cảnh ở đây là bạn với cái người này đang ở trong cái tình trạng chia xa, mâu thuẫn, rồi có thể là đã chia tay rồi. Một số trường hợp ha, và họ đang xây hàng rào với bạn ha, họ đang ở trong cái tình trạng gọi là phòng vệ, họ sợ những nỗi đau, họ đang cố gắng duy trì bước qua từng ngày, họ đang cố gắng chữa lành vết thương. Và người này có thể có khoảng cách với bạn nữa đó. Và mình thấy là đây là một magician, một nhà ảo thuật gia, một người có thể thiên biến vạn hóa, họ có thể manifest, có thể hấp dẫn những cái điều mà họ mong muốn trở thành sự thật. Họ là một người có sức mạnh ý chí kiên cường, họ có nhiều tiềm năng và tài năng, họ chủ động trong cuộc sống và họ biết vận dụng những cái nguồn lực mà họ có để phát triển nó một cách tốt đẹp và thành công. Và đây là một người đa mưu túc trí, đầy chiến lược. Và họ có tư chất lãnh đạo, có khả năng dẫn dắt người khác nữa nha. Mình thấy là họ đang ở trong cái tình trạng nuối tiếc vì những chiếc ly đã vỡ, có thể trong quá khứ. Một á, là vấn đề tiền bạc, họ bị thua lỗ. Hoặc là trong cái vấn đề tình cảm thì họ đang bị buồn bã, mất mát, hối tiếc vì những gì đã xảy ra. Và họ mong ước rằng điều đó nó đã không trở thành sự thật ha. Mặc dù cuộc sống cũng đưa đến cho họ nhiều cơ hội nhưng mà họ không có để ý những điều đó, họ chỉ nhìn về những chiếc cốc đã vỡ và họ cảm thấy buồn bã, thương nhớ về quá khứ. Mình thấy là cuộc sống của họ thì họ đang lấy lại được cái sự cân bằng ha. Họ được thiên thần giúp cho họ tỉnh táo hơn, cân bằng hơn về các lĩnh vực trong cuộc sống, cân bằng về cái suy nghĩ và đồng thời mình thấy họ có sự nghỉ ngơi, có sự thiền định, có sự giác ngộ từ bên trong. Họ được thiên thần Raphael giúp cho họ mở ra cái luân xa thứ tư ha. Cái luân xa thứ tư này á, giúp cho họ sẵn sàng đón nhận tình yêu cũng như tình yêu từ nhiều người khác và tình yêu từ chính bản thân họ. Họ đã bắt đầu trở nên biết yêu thương bản thân họ hơn, và sẽ có sự hàn gắn với mối quan hệ trước đây nếu như hai bạn đã có sự chia tay, đổ vỡ ha. Thiên thần Raphael gửi năng lượng chữa lành màu xanh lá cây đến trái tim của bạn. Đến trái tim của họ, lá bài này khuyến khích lòng trắc ẩn từ chính họ và biết rằng ánh sáng từ trái tim họ có thể chiếu xuyên vũ trụ. Họ đang được chữa lành trái tim họ. Trong quá khứ thì cảm thấy buồn bã, bị tan nát, bị cô đơn, bị lạc lõng. Thì bây giờ họ đang được chữa lành từ từ ha. Vũ trụ giúp cho họ thấy được cái phép màu tình yêu và giúp cho họ phát triển. Người này bởi vì cái người này họ có nhiều quá nhiều cảm xúc đi, họ là một người sống thiên về nội tâm á, cho nên khi mà họ bị đau thương, họ bị gặp vấn đề trong cảm xúc, trong tình yêu thì họ sẽ cảm thấy rất là đau và mình thấy là họ đang được chữa lành, trái tim của họ đang phát sáng. Còn những bạn mà chưa có người yêu vô đây coi chơi á, tham khảo thì có thể đây là cái người tương lai của bạn ha. Và ánh mắt của bạn sẽ hớp hồn người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Wow. Họ đang dần dần bước đến cái cánh cửa, bước đến cái khu vườn trù phú, phồn thịnh. Nói chung là cái cuộc sống của họ nhiều lúc trước mà họ bị mất mát cái khoản tiền tài chính á, thì tương lai là mình thấy là cuộc sống của họ sẽ trở nên dồi dào, phong phú và thịnh vượng hơn. Họ sẽ được mở ra nhiều cái khả năng, nhiều cơ hội đến với họ ha, và họ sẽ phát triển nhiều cái tiềm năng trong họ nữa. Đây là một người có tiềm năng vô hạn nếu mà họ biết phát triển nó. Wow, cái người này là tương lai mình thấy là cuộc sống của họ sẽ gọi là sự thịnh vượng, trù phú, phồn thịnh, nó đang kéo đến với họ ha, đang có sự đơm hoa kết trái nở rộ đây nè. Một tín hiệu đáng mừng cho người yêu của các bạn tụ một ha. Chắc các bạn cũng đang mỉm cười. Mình cũng thấy mừng cho người đó. Những bạn nào mà có người yêu phản bội hay gì á, tốt nhất đừng có vô xem cái này nha. Cái này là dành cho những người đang mà đang có tình yêu với bạn đó, chứ không phải là cái người mà phản bội bạn thì không phải là người đó nha. Còn nếu như bạn xem cho giải trí thì có thể đây là người tiếp theo mà bạn sẽ gặp ha. Coi tiếp coi, coi sao. Cái người này dành cho bạn một cái tình cảm rất là cân bằng luôn. Họ luôn muốn trao cho bạn một cái tình cảm gọi là có sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại. Họ rất là công bằng, chính trực với bạn ha. Họ hơi khô khan nhưng mà họ là một người sòng phẳng. Và họ rất là mong muốn có cái sự họp mặt đoàn tụ, dẫn bạn đi ăn uống, cùng nhau trò chuyện, vui vẻ với nhau. Rồi mình thấy trong mắt của họ, bạn là một người phải nói là giỏi giang và có khả năng kiếm tiền rất là giỏi, là vững vàng, vững chắc, ổn định, và đồng thời bạn rất là thực tế. Đối với họ thì bạn là một người hào phóng, rộng rãi, bạn thích chia sẻ, giúp đỡ cho người ta, và bạn rất là khéo léo, tỉ mỉ. Bạn kiên trì và bạn khôn ngoan. Và đối với họ thì bạn giống như là một người, một nữ hoàng tiền vậy đó. Vui vẻ, hào phóng, rộng rãi, độc lập, tự tự do về không tự do về tài chính, không phụ thuộc ai cả. Cheerfulness, họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng được chúc phúc khi mà họ chinh phục được bạn, khi mà có bạn là người yêu của họ ha. Joy, knowledge, illumination. Họ thấy bạn là một người có khá là nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Đồng thời bạn là một người giàu kiến thức. Bạn rất là giỏi, đúng rồi. Nãy giờ mình đã nói về bạn đó. Bạn là một người có kiến thức sâu rộng, uyên thâm và uyên bác mà. Và bạn là một người rất là chiếu sáng rực rỡ luôn. Bạn có ánh hào quang. Và họ cảm thấy bạn rất là xinh đẹp luôn, hạnh phúc, vui vẻ trong chính cuộc sống của bạn, và điều đó nó thu hút họ ha. Chính cái tần số năng lượng cao của bạn đã thu hút họ đến với bạn ha. Wow, tuyệt vời. Soulmate đi, chính là cái người soulmate, cái tình yêu tri kỷ dành cho cuộc đời của bạn ha. Một người luôn thấu hiểu, có nhiều cùng chung quan điểm, hợp gu với bạn. Past life relationship, đây chính là cái người tình kiếp trước và người chồng kiếp trước đang tìm về bên bạn ha. Để cùng nhau trọn vẹn, học trọn vẹn cái bài học mà kiếp trước các bạn chưa có hoàn thành, thì có thể kiếp này các bạn sẽ cùng nhau học bài học đó và cùng nhau hoàn thành nó ha.
hai bạn có sự che giấu cảm xúc, là tình yêu thì rất là nồng nàn nhưng mà luôn che giấu ở bên trong, không có thể hiện quá nhiều cho đối phương những cảm xúc thật sự mà mình dành cho đối phương ha. Và tình yêu này cần có niềm tin, cần có sự tin tưởng ở nhau. What waiting for đang là một người đáng để bạn mong chờ, mong đợi ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ mập ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn cái bóp màu màu hồng tím. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ánh mắt của bạn tụ hai đã hớp hồn ai từ cái nhìn đầu tiên nha. Rồi xin liên kết năng lượng với các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai có đang mong chờ tin tin tức thông báo từ ai không? Mình thấy có một cái thông tin đang được đưa đến với bạn ha, một cái tin tức tốt lành, một tin từ xa đưa tới ha. Và mình thấy bạn là một người rất là nhanh nhạy, bạn rất là linh hoạt, bạn rất là hành động rất là nhanh dứt khoát. Tuy nhiên bạn cần phải biết tiết chế, biết kiên nhẫn hơn ha. Suy nghĩ kỹ trước khi làm nha. Wow. Không biết các bạn tụ hai có bị phân vân giữa tụ hai với tụ một không ta? Mình thấy các bạn là những người đơn sơ thanh khiết, các bạn có tâm hồn rất là trong trắng giản dị và các bạn có lòng quảng đại, các bạn thích sự cho đi, các bạn thích sự chia sẻ giúp đỡ cho người khác và các bạn rất là yêu trẻ trẻ thơ ha, rất là yêu trẻ con. Và đồng thời mình thấy các bạn là một người có sự hoài niệm về quá khứ. Và các bạn trong trắng trinh trắng như là những đứa trẻ vậy đó. Và bạn rất là giản dị, bạn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, và bạn không có sự ghen ghét hờn giận ai quá quá lâu. Và mình thấy là trong cuộc sống của bạn đang bị mất phương hướng, bạn đang bị mắc kẹt trong các tình huống nào đó và bạn cần thoát ra được cái tình huống đó. Bạn đang tìm cái hướng đi cho chính bạn, có thể là bạn đang đang đón chờ cái tin tức này. Một cái tin tức từ phương xa đưa đến, nó sẽ giúp cho bạn giải thoát được cái hoàn cảnh hiện tại của bạn ha. Có thể là các bạn đang chờ tin phỏng vấn. Mình thấy là trong cuộc sống của bạn á, thì tương lai mình thấy là bạn sẽ được ai đó tặng quà. Hoặc là bạn sẽ được người ở trong quá khứ, một cái người cũ nào đó sẽ đến một là tặng quà, hai là bạn sẽ được nhận thừa kế. Hoặc là bạn sẽ được nhận một khoản tiền từ trên trời rớt xuống hả? Có thể là ơi, có thể trúng số nha, có thể. Bạn nào có trúng số thì kéo báo cho mình biết nha, để mình cùng vui lây. Bạn là một người rất là giàu cảm xúc yêu thương luôn. Rồi để mình coi coi ánh mắt của bạn đã hớp hồn ai ngay từ cái nhìn đầu tiên nha. Đây là một người phải nói là chững chạc, trưởng thành, khôn ngoan, lý trí, thông minh, tỉ mỉ, khéo léo. Một người có khả năng kiếm tiền cũng rất là giỏi, họ cũng đã có một cái vị trí ổn định trong cuộc sống của họ rồi. Họ là một người luôn biết cho đi, họ có một cái cuộc sống vững chắc, vững chãi. Họ ít nói nhưng mà họ rất là hào phóng, rộng rãi, họ thích chia sẻ giúp đỡ cho người khác. Qua wow, mình thấy các bạn tụ hai là những người rất là đào hoa luôn á. Mình có thể đây là ba người bị bạn hớp hồn.
Hoặc là một người mà có tính cách, có ba tính cách. Mình thấy là có ba người. Khi một người nữa, có thể bạn có thể gặp những tính cách này có cùng chung một người nha. Đây là một người giàu cảm xúc lãng mạn yêu thương, một người chững chạc trưởng thành, một người khá là điển trai. Nếu mà bạn là nữ ha, họ mang năng lượng nam. Đây là một người thấu hiểu người khác, có khả năng chữa lành, ăn nói rất là nhỏ nhẹ, một người thích sự quan tâm và luôn quan tâm người khác, và họ là một người sống nội tâm, sống hành động bằng trái tim của họ ha, hành động và lý theo trái tim chứ không có theo cái lý trí lắm. Và thêm một người nữa là một người chững chạc trưởng thành lão luyện, một ông vua tiền, một người thích sự chia sẻ cho những người khác những cái bí quyết làm giàu. Họ là một người biết nắm bắt cơ hội về tài chính rất là nhạy luôn. Đây là một người có thể biến những cái gì họ chạm đến đều thành vàng hết ha, giống như ông vua Midas vậy đó. Và đây là một người ít nói nhưng mà làm nhiều, họ rất là cuồng công việc, họ thích, họ yêu công việc, họ thích kiếm tiền và họ có cuộc sống vững vàng vững chãi ổn định, có thể người này rất là giàu luôn á. Mình miêu tả là ba người nhưng mà bạn có thể gộp chung lại là một người ha, một người có thể có ba tính cách mà. Tùy theo bạn. Wow, toàn là những người tài giỏi, cuộc sống ổn định, các nhà lãnh đạo tài ba luôn đó. Wow. Rồi để mình coi tiếp ha. Người này thì cuộc sống của họ đang có sự rực rỡ chiếu sáng, họ đang nhận nhiều phước lành đó. Họ mình thấy là đây là thời điểm tốt để họ bắt đầu các dự án mới nè, họ trau dồi được khả năng sáng tạo hoặc là thậm chí là họ trở thành một con người mới, và thông qua ánh sáng thần thánh và tình yêu thương ngập tràn trong họ, sự thay đổi này có thể mang lại nhiều phước lành và cảm hứng. Cuộc sống của họ đang trở nên rực rỡ sáng chói và họ chính là cái tâm điểm chú ý, họ là một người mang lại cái nguồn cảm hứng, cái sự tích cực lạc quan cho người khác, là cái người giúp cho người khác vực dậy cái tinh thần đó. Trời ơi. Và đây là một người luôn giành được chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp, trong cuộc sống, và một người có sự kiên nhẫn. Nếu như bạn không có sự kiên nhẫn thì người này sẽ giúp cho bạn phát triển cái sự kiên nhẫn trong bạn ha, rất là kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính vậy, vì vậy chính cái sự kiên nhẫn đó giúp cho họ đạt được nhiều thành tựu, cái sự thành công tột độ trong cuộc sống của họ ha, victory luôn nè. Bởi vậy mình nói cái người ở trong cái tụ hai này, cái người mà bị bạn hớp hồn là một người rất là tài giỏi, tài ba, không chỉ một người mà ba người luôn. Wow, và họ đang có cái sự gọi là được thiên thần tình yêu mở rộng trái tim của họ ra, giúp cho họ đón nhận tình yêu ha. Và họ có thể là họ dành cho bạn cái tình yêu rất là lớn, tình yêu đậm sâu, ngọt ngào và lãng mạn. Và thiên thần tình yêu giúp cho tình yêu của hai bạn nở rộ, phát triển, cam kết và lâu dài. Còn nếu như mà bạn chưa gặp được người đó thì có thể là tương lai bạn sẽ gặp được cái người này ha. Và hai bạn gặp nhau chính là được thiên thần hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn ha. Và cái người này mình thấy họ đang được cái thiên thần giúp cho họ mở ra cái luân xa thứ hai ha. Luân xa thứ hai này liên quan đến sự đến cảm xúc và sự sáng tạo ở trong họ ha. Có thể là họ đang khát khao tình yêu rất là nhiều đối với bạn ha. Họ đã sẵn sàng đón nhận tình yêu và nâng cao cái mối quan hệ hiện tại của họ đối với bạn ha, giúp cho nhiều, và họ có thể khai thác được khả năng thể hiện bản thân chưa được khám phá, họ phát triển được nhiều tiềm năng của họ và họ thực hiện được nhiều dự án mới trong khả năng sáng tạo của họ nữa đó. Wow. Người này họ có lòng biết ơn ha. Họ
cảm thấy vô cùng hài lòng, thỏa mãn và vô cùng biết ơn vũ trụ vì những gì họ đạt được. Đúng rồi, trong cuộc sống khi mà bạn cũng nên học hỏi người này, trong cuộc sống khi bạn tỏ lòng biết ơn vũ trụ thì vũ trụ sẽ cho bạn thêm nhiều thêm. Tại vì ví dụ như bạn cho cháu bạn đi, cho nó cục kẹo và nó nói với bạn rằng con thích ăn kẹo này quá cô ơi, nó ngon quá à, ước gì ngày nào cũng được ăn. Và thế là bạn thấy trời ơi, sao mà nó hạnh phúc khi mà nhận được cái món quà của mình thôi. Lần sau mà thấy em mình sẽ đem cho nó nhiều cái kẹo này hơn nữa. Bạn thấy không? Khi mà bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn biết ơn, bạn tỏ lòng biết ơn ra thì hả, là vũ trụ sẽ trao tặng cho bạn nhiều hơn. Ngài cảm thấy hài lòng hoặc là ai cảm thấy rất là vui nữa. Vì Ngài cũng có cảm xúc như mình thôi. Để coi coi, tiếp tục coi. Wow, cái người này họ muốn tiến đến cam kết với bạn luôn đó, muốn đến một cái gia đình 10 ly tràn đầy hạnh phúc, yêu thương ngọt ngào, một tình yêu viên mãn, có những đứa con rất là dễ thương, đồng thời có những thú cưng rất là vô cùng so cute luôn, đáng yêu nè. Và hai người có thể là trong cái thời gian này hai bạn đang dành thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức, và gọi là có sự tịnh dưỡng ha, có sự gọi là bảo vệ sức khỏe hơn. Vì ngoài tình yêu, các bạn ý thức được rằng ngoài tình yêu thì sức khỏe nó cũng là một cái thứ quan trọng nữa. Nếu không có sức khỏe thì khó mà yêu nhau lâu bền được lắm, thực sự là như vậy. Đây là một người mình thấy trong tình yêu thì họ rất là cứng rắn, họ quyết đoán, họ kiên cường, họ mạnh mẽ, họ muốn làm chủ gia đình, họ luôn muốn là trụ cột của cuộc sống của bạn, họ muốn bảo bọc che chở cho bạn ha, và họ chính là soái ca, vừa có tiền mà vừa, nếu bạn là nữ nha, soái ca vừa có tiền mà vừa có tình cảm với bạn rất là lớn luôn, muốn xây dựng gia đình với bạn luôn nè. Có thể là cái người này, để coi, có thể ở xa bạn, đúng là một số trường hợp là ở xa nha. Hai bạn tuy nhiên cũng có cái sự gọi là tranh cãi, mâu thuẫn, rồi khắc khẩu lời nói ha, có thể là gây sát thương với nhau. Và họ, trong mắt họ, bạn là một Emperor, the Empress chứ, the Empress, họ là Emperor thì bạn là Empress. Các bạn nam có thể đổi chiều lại nha, và bạn quá là xinh đẹp, quá là nết na, công dung ngôn hạnh, rồi bạn có đầy đủ những phẩm chất của một người phụ nữ, một cái hậu phương vững chắc trong cuộc sống của họ, giúp cho họ yên tâm dưỡng chí để phát triển cái nền tài chính, cái công việc sự nghiệp của họ ha, và chính là cái bến đỗ an toàn, chính là cái ngôi nhà ấm áp khi họ tìm về. Bạn luôn có cái sự bao dung, bảo bọc, sự nuôi dưỡng, sự phồn thịnh ở bên trong, cái vẻ đẹp người phụ nữ chất chứa trong bạn rất là lớn. Các bạn nam coi thì nhớ liên hệ, nhớ có sự đổi chiều nha, chứ đừng có nói mình sao sàm quá, tôi nam mà sao nói tôi này nọ nha. Và cái bạn nữ trong đây rất là sexy, rất là cuốn hút. Các bạn nam nếu mà gặp các bạn nữ thì các bạn cũng rất là may mắn đó, rất là cuốn hút, sexy, xinh đẹp, có đầy đủ phẩm chất, giỏi giang, tháo giác. Và các bạn nữ trong đây có sự liên kết với thiên nhiên, với đất mẹ ha. Và vẻ đẹp rất là giản dị, rất là thanh khiết. Tuy nhiên mình thấy là trong cái tình cảm này thì như là thiếu, cái người nam họ thiếu cái sự lãng mạn ngọt ngào dành cho người nữ, họ đam mê công việc quá nhiều cho nên họ hành động nhiều khi cái lý trí quá, họ khô khan quá, họ nguyên tắc quá, cho nên có thể là nó khiến cho hai người có sự tranh cãi, mâu thuẫn về lời nói, đôi khi là họ cũng khá là nóng tính, buông ra những lời nói có thể là sát thương với người nữ, gây cho họ buồn lòng ha. Nhưng mà cái người nữ chính là cái người mà khiến cho người nam bị hớp hồn. Vì bởi vì bạn quá xinh đẹp, bạn quá sexy trong mắt họ.
Getting to know each other. Nếu mà những bạn nào mà chưa gặp sẽ gặp sắp tới là sẽ gặp được đó, gặp được cái người này rồi các bạn có sự tìm hiểu qua lại lẫn nhau rồi cùng nhau coi họ sẽ quan tâm các bạn thích gì, bạn thích màu gì, rồi bạn có thích đi du lịch hay không, sẽ có sự tìm hiểu qua lại lẫn nhau. Còn nếu như những bạn nào mà đang cô đơn, có thể là một số bạn sẽ quẹt Tinder hoặc là ô Việt Nam Cupid hay gì đó, những cái trang mạng á, các bạn sẽ có sự tìm hiểu qua nhắn tin, qua nói chuyện qua nhắn tin nè. Đúng rồi. Đây mình thấy một số trường hợp thì sẽ như vậy ha, chứ không phải là hầu hết tất cả các bạn. Và bạn nên ý thức được rằng, và họ cũng thấy được rằng bạn là một người xứng đáng được yêu thương, bạn rất là đáng yêu trong trong mắt họ luôn. Bạn rất là xinh đẹp, quyến rũ, tài năng, mạnh mẽ, kiên cường, quyết đoán, trí tuệ. Quét tin mà thấy chưa, nãy giờ nó rất là liên kết luôn á. 10 ly nè. Wow, cái người này là họ muốn rước bạn về dinh lắm rồi, muốn cho bạn một cái cuộc sống hạnh phúc, hài lòng, thỏa mãn. Người này có đầy đủ vật chất và mà tiền tài họ có đầy hết rồi, và họ chỉ còn thiếu người yêu là bạn thôi, thiếu cái người vợ, người hậu phương vững chắc là bạn thôi. Trời ơi sao mà ngọt ngào dưới này tụi hai. Quét đi, cái mình thích cái lá này ghê luôn á, cái lá này rất là viên mãn, hai bạn rất là xứng đôi luôn. À, tuyệt vời quá rồi. Thôi mình dừng trả bài ở đây. Xin chúc mừng các bạn tụi hai. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụi ba. Các bạn tụi ba là những bạn đã chọn ốp lưng màu xanh da trời này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụi ba để cùng xem coi. Ánh mắt của các bạn tụi ba đã hớp hồn ai ngay từ cái nhìn đầu tiên ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụi ba. Các bạn tụ ba là ai? Và chưa thấy gì hết, đã có sự vui mừng phấn khích tột độ ở đây rồi. Có thể các bạn tụ ba sẽ có sự về chung một nhà với người yêu của mình nha, sớm thôi. Wow, các bạn tụ ba là những người rất là tài giỏi, bạn đạt được những thành tựu trong cuộc sống của bạn rồi, và đàn bạn được mọi người rất là ngưỡng mộ, rất là tôn vinh bạn ha. Bạn chiếu sáng rực rỡ, bạn có tài lãnh đạo nữa nè, và mình thấy là sắp tới bạn có khả năng sẽ đi du lịch đâu đó nè. Rồi bạn đồng thời á, mình thấy là bạn sẽ có sự di chuyển nhà mới à, mua nhà mới hoặc là di chuyển sang chỗ khác, hoặc là có sự thăng tiến trong công việc. Công việc bạn đạt được nhiều thành công và sẽ có sự chúc tụng ăn mừng ở đây. Một cái tương lai sáng lạn đang mở ra trước mắt bạn luôn, và bạn cũng khá là đào hoa, bạn được mọi người yêu thương và nhiều người rất là muốn offer tình yêu cho bạn ha. Mình thấy là có một người đến trao cho bạn cái ly cảm xúc yêu thương ngọt ngào nè, ai đó muốn tán tán tỉnh bạn, muốn cho bạn một cái tình yêu thương vô cùng đầy cảm xúc ấm áp ở đây nè. Wow. Công việc của bạn đang phát triển rất là tốt. Và bạn hãy cứ tiếp tục phát triển như thế, và bạn đừng có sự ngừng lại, đừng có sự ngủ quên trong chiến thắng ha, mà hãy tận dụng cái thời cơ tốt này, thiên thời địa lợi nhân hòa này, bạn phát triển công việc của bạn, tập trung nhiều hơn trong công việc, học hỏi thêm để mở rộng nó ra ha. Bạn là một người cũng rất là thích chia sẻ giúp đỡ người khác, thích sự cho đi à. Và bạn cũng khá là cảm xúc, khá là nhạy cảm ha. Rồi ánh mắt của các bạn tụ ba đã hớp hồn ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Wow, một ông vua tiền. Cái ông này ổng bị bạn hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì biết sao không, ông bị trúng cái tiếng sét ái tình. Bị yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Đây là một người rất là giỏi kiếm tiền ha, họ là một người bậc thầy về tài chính, họ lão luyện trong thương trường, họ cuồng công việc, yêu công việc, họ kiên trì bền bỉ, họ thích làm việc theo nguyên tắc khuôn khổ. Và đây là một người khô khan ít nói, nhưng mà họ rất là vững chắc vững chãi, và họ rất là thực tế. Họ biết cách tiêu xài hợp lý,
chi tiêu một cách hợp lý cân bằng trong cuộc sống họ, và mình thấy là cái nền tài chính của họ rất là ổn định vững chắc, và có thể đây là một người cũng khá là giàu có sung túc. Một người chắc chắn ít nói nhưng mà làm nhiều, một người có thể ở xa bạn ha, hai bạn có khoảng cách, hoặc là người này mình thấy cuộc sống của họ đang có nhiều áp lực trong công việc, họ đang cố gắng phòng vệ, cố gắng duy trì những cái thành quả của họ, và họ đang nhẫn nại kiên trì để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Họ không có cái sự bỏ cuộc ha, họ kiên trì nhẫn nại vượt qua những cái nghịch cảnh. Đây là một người có thể là họ xem bạn á giống như là một nữ hoàng chị Empress, một người có cái sự nuôi dưỡng ở bên trong, có nhiều đức tính tốt đẹp, bạn mang lại cho họ cảm giác ấm êm, cảm giác giống như là họ tìm được về tới nhà của họ rồi. Bạn có cái sự xinh đẹp, tài giỏi, nết na, thùy mị, rồi bạn vững chắc, ổn định và vững vàng trong cuộc sống của bạn, và bạn thích sự cho đi, bạn luôn muốn san sẻ giúp đỡ cho người khác. Bạn chính là tượng trưng giống như là những người một nữ hoàng vậy đó, một người luôn thích ban phát tình yêu cho mọi người, và là một người có lòng khoan dung quảng đại, nhân từ, có sự liên kết với đất mẹ, với thiên nhiên. Ở bạn toát lên cái sự thánh thiện, và bạn mang lại cho họ cái sự tin tưởng vững chắc, và họ cảm thấy bạn chính là cái đối phương, chính là cái hậu phương vững chắc cho họ, và họ mong muốn được về chung một nhà với bạn, mong muốn được có cái sự cam kết lâu dài với bạn ha, vì họ thấy được cái sự đáng yêu ở trong bạn, nếu bạn là nữ nha, và nếu bạn là nam thì bạn có thể đổi chiều lại ha. Nói chung đối với họ, bạn là một người rất là tài giỏi, khôn ngoan, vững vàng, ổn định, chín chắn, trưởng thành, khéo léo, xinh đẹp. Mình thấy là tương lai là người này họ muốn tiến tới với bạn đó, họ muốn băng rừng vượt suối để đến bên bạn, hoặc là muốn có chuyến đi du lịch với bạn nữa đó. Họ sẽ chủ động tiến tới bên bạn, trao cho bạn cái tình cảm ngọt ngào yêu thương, và họ chính là người chủ động để tán tỉnh bạn nữa. Đây là một người rất là giỏi, rất là giành được cái nhiều vinh quang trong cuộc sống của họ rồi. Họ có tư chất lãnh đạo, họ có thể họ giống như một chiến sĩ có thể chinh phục những ước mơ, hoàn thành được những cái mục tiêu ấp ủ của họ, biến những điều đó trở thành sự thật ha. Một người có tính kiểm soát bản thân cũng khá là tốt. Họ không để bản thân trở nên chây lười, mà họ sẽ giúp cho bản thân của họ phát triển, đưa ra những cái chiến lược để phát triển bản thân không ngừng. Đây là một người đã có một cái sự chết đi của con người cũ, họ có sự chuyển hóa, họ chuyển biến, họ lột xác trở thành một con người mới, một phiên bản mới cao cấp của cuộc đời họ ha. Họ trở nên lý trí, giỏi giang, thực tế, kiên trì, nhẫn nại hơn. Người này mình thấy là họ nhiều đêm mất ngủ, hoặc có thể là trong công việc đó, nó khiến cho họ bị áp lực khá là nhiều, họ bị mất ngủ nhiều đêm nè, hoặc là họ có thể mơ thấy bạn, họ bị mất ngủ vì bạn đó, vì họ bị bạn hớp hồn mà. Rồi tiếp theo coi sao đây, chủ đề này vui nè. Wow, và họ sẽ được thiên thần giúp cho họ lấy lại cái sự cân bằng trong cuộc sống ha. Bởi vì họ là một người cuồng công việc quá, họ sẽ biết cái sự cân bằng hơn trong cuộc sống lẫn công việc, sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, và sắp tới là họ sẽ được mở ra cái cánh cửa lãng mạn yêu thương. Nếu mà người này họ hơi khô khan thì sắp tới họ sẽ rất là lãng mạn đối với bạn ha, họ sẽ muốn trao tình yêu cho bạn rất là nhiều, họ sẽ trao cho bạn cái chìa khóa để mở ra trái tim của họ.
Wow. Ba người này rất là kiên nhẫn luôn á, không biết là các bạn có cái sự gọi là phân dân giữa tụi hai với tụi ba không ha. Người này rất là kiên nhẫn. Nhẫn nại, kiên trì. Và họ Healer of the Ace, họ có khả năng chữa lành. Họ được vũ trụ ban cho họ cái khả năng chữa lành cho chính họ mà có khả năng chữa lành cho mọi người nữa đó. Họ cũng có cái sự thông thái ở bên trong, họ cũng có cái bàn tăng lên ma lực. Họ được vũ trụ ban cho họ rất là nhiều cái năng lực ở bên trong họ, họ cũng có khả năng tâm linh nữa đó. Nhưng mà có thể họ chưa biết điều đó đâu. Hoặc là họ cũng đã có sự chuyển hóa trong cuộc sống và họ có thể là họ đã nhận ra được cái năng lực chữa lành của họ. Họ sẽ giúp cho những người mà đang gặp cái tình cảnh gọi là tiêu cực khốn cùng á, giúp cho họ vực dậy là cái cuộc sống của họ đi theo một cái đường hướng mới phát triển hơn. Đúng rồi. Victory, đây là một người đã giành được nhiều chiến thắng trong cuộc sống rồi. Họ rất là thành công. Wow, liên kết với tụ hai quá. Họ rất là thành công, rất là mỹ mãn trong cuộc sống của họ. Một ông vua tiền mà họ cũng khá là giàu có, vững chắc, ổn định cuộc sống. Thấy chưa, draw to spirit mà mình thấy mà cái người này có thể họ sẽ nghiêng về cái tâm linh tinh thần nhiều hơn nữa nè. Khi mà họ đã kiếm tiền được nhiều, họ trải qua, họ gia giáp được nhiều hoàn cảnh, họ trải nghiệm nhiều về cuộc sống, họ có sự giác ngộ, họ ngộ ra được cái nhiều điều. Một cái cánh cửa chân lý mở ra trước mắt họ và họ sẽ giúp cho những người khác chữa lành về mặt tinh thần. Có thể họ giúp cho bạn nữa nè, họ giúp cho những người khác, họ trở nên yêu thương mọi người hơn, cùng chia sẻ giúp đỡ cho mọi người có cái hướng tích cực lạc quan trong cuộc sống nhiều hơn. Có thể hai bạn bắt đầu từ tình bạn đi lên ha, và hai bạn rất là nhiệt tình với nhau, giúp luôn giúp đỡ chia sẻ cho nhau. Và họ biết ơn bạn rất là nhiều. Có thể là bạn mang đến cho họ nhiều niềm vui, mang đến cho họ nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm. Giúp cho họ chia sẻ những niềm vui nỗi buồn khi mà họ cảm thấy cô đơn. Và họ đối với họ, bạn rất là thông minh, bạn có vẻ đẹp tinh thần, bạn rất là khôn ngoan. Và cách cư xử của bạn đối với mọi người giúp cho họ có sự nể phục bạn ha. Họ thấy bạn là một người toàn vẹn luôn á, bạn biết cách đối nhân xử thế. Và bạn là một người đầy bí ẩn. Hai bạn có nhiều điều còn chưa có nói ra với nhau, còn giữ nhiều điều bí mật chưa thổ lộ với đối phương. Họ thấy bạn rất là bí ẩn, bạn có nhiều điều còn ẩn giấu bên trong và họ mong muốn được khám phá nó. Healing family issue, một trong hai người có sự vấn đề về gia đình cần được chữa lành ha. Khi mà đã chữa lành được cái vấn đề này sẽ giúp cho cái sự lãng mạn bên trong bạn nó phát triển hơn. Đây là một người an toàn để bạn để yêu ha, cho bạn để yêu ha. Hãy mở rộng trái tim và hãy cho và nhận cái năng lượng cao của đối phương dành cho nhau. Và có một người này đáng để bạn chờ đợi ha. What waiting for? Và khi mà bạn gặp được họ sẽ có những cái dấu hiệu được đưa đến ha. Giống như là bạn thấy con số lập 22111, ở đây mình thấy có con số 111 nè. Hoặc là bạn thấy 555444, hoặc là bạn thấy mơ về những vì sao, bạn có thể bạn thấy bạn đi du du lịch ở trên bầu trời, hoặc là bạn thấy trên bầu trời, bạn mơ thấy trên bầu trời quăng xuống cho bạn một con gấu bông ôm hình trái tim, giống như bạn được trao tặng món quà vậy đó. Hoặc là bạn đang đứng thì cơn gió ập đến bên bạn, giống như ai đó đang phi ngựa tiến đến với bạn đó, thì đó là những cái dấu hiệu giúp cho bạn nhận biết được cái người mà đúng của bạn sắp đến với bạn rồi ha. Còn nếu mà bạn chưa gặp thì sắp tới bạn sẽ gặp thôi, bạn sẽ nhận thấy được cái dấu hiệu đó hoặc là những cái dấu hiệu khác tùy theo. Rồi đây là một người vô cùng xứng đáng để bạn yêu thương ha. Rồi mình xin chúc mừng các bạn tụ ba. Nếu các bạn yêu quý cơ hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.